Kiều Cần Thơ để đi thuyền ra chợ nổi Cái Răng. Khu chợ này nằm trên sông Cái Răng, cách trung tâm thành phố khoảng 6 km đường bộ. Nếu bạn đi đông thì có thể thuê thuyền riêng cũng được nhé. Thuyền có thể chở được từ 10 tới 12 người với giá từ 500.000 đồng Việt Nam tới 800.000 đồng Việt Nam. Tùy vào khả năng và cả của bạn, nên tôi thì đi một mình nên phải đi ghép với những người khác. Vé của tôi giá 30.000 đồng Việt Nam. Tất nhiên nếu bạn có khả năng và cả tốt hơn tôi thì chi phí có thể giảm xuống một chút nhé. Hãy trả thêm khoảng 10.000 đồng Việt Nam nếu bạn muốn ghé qua thăm cầu Cần Thơ. Nhìn chung bạn sẽ tốn khoảng 30 phút để di chuyển từ bến tới chợ nổi Cái Răng, một trong những khu chợ đông đúc ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhất định bạn cũng sẽ có cảm giác thích thú choáng ngợp giống tôi khi đắm mình trong không khí buồn bã, sôi nổi chân chất của người dân miền sông nước. Thank you.
Pizza hủ tiếu mà cái hủ tiếu họ chiên giòn như cái bông vậy đó, ở bên tôi cũng thật sự chính.